Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của Đức Anh CT65 nha. Thì hôm nay đến với team của tụi mình sẽ chơi một trò chơi gọi là ở ngoài đồng dân giả thôi. Trò gì thì chơi trò đấy thôi. Nói chung là chơi trò là mới có ý tưởng này. Chơi quẳng tù xì úp mặt vô bùn vậy đó. Thì hôm nay thành viên của trò chơi hôm nay á thì có các thành viên trong nhóm đây. Đây. Đây, chào tất cả các bạn nha. Một là Phước, hai là Mr. Việt Anh, người ca sĩ Hàn Quốc Ham Răng Sung. À, thằng bé kia thì thành viên nhỏ. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành trò chơi này nha. Rồi ok ok nha mấy bạn, thì bây giờ mình sẽ móc sình nha mấy bạn. Rồi lên chơi vô. Rồi móc sình nha các bạn ơi. Đủ đi mẹ. Má cái gì, thằng nào có cái lỗi gì vậy? Quá chưa chơi đâu mà tao té trước vậy trời. Quá chưa chơi bị lụm lũ bạn rồi, không quá chạy không rồi. Dạo cái lưới lại móc sình đó chơi cũng quá khó không vậy. Móc sình nào, hai người lớn móc được rồi. Má móc sình mà chú gỗ hồi ra kiếm chuyện không nội. Hồi nó bắt chó lại đây là mày nha chứ không có tao à. Tôi chủ đất này ai bắt trời. Ừ, chủ đất làm mướn cho chủ đất. Đó, rồi như đây. Má sình thơm thơm ngon tới ngọt cuối cùng luôn nha mấy bạn. Sửa tấm lưới lại. Bà tưởng mày nói chú đất kia bà ngủ. Má khuế ảnh luôn mấy bạn ơi. Vô nào. Khuế nha các bạn. Ai thua vòng đầu tiên là một đập đi nha. Giờ mình sẽ quánh tù xì, nói chung là chơi kéo búa bao vậy đó. Thằng nào thua thì úp cái bản mặt vô rồi cái nón mày bột ra mày. Mặt mày đẹp rồi, khỏi cần lấy hình. Thằng kia mày đi đâu đó, mày gọi lại coi. Vô nào, khuế nè. Mày ngủ là tao chơi, mày là cái thằng mày đầu tiên mà mày chơi cái gì. Bây giờ mình khuế nha các bạn. Ai mà ra trước là bị hai người ra sau đập nha. Lên vòng đầu tiên là mỗi người chờ kéo búa bao, thằng nào ấy thì thằng đó bị đập. Rồi một cái nha. Rồi vô. 1 2 3. 3 2 1. Mày mày thấy mẹ mày con. Rồi chưa? Mày dính cái đầu đó đủ anh đi các bạn. Qua đây. Rồi, ủa cháu biết chưa, mày chuẩn bị chưa, đẹp trai lắm rồi, cháu biết chưa nè. Nè 1 2 3. Đẹp trai không các bạn? Rồi giờ thứ hai các bạn. Rồi tiếp. Ủa xe thấy lại. Giờ thứ hai là hai cái nha. Rồi. Rồi. Mày thôi mày coi cái gì? Mày coi cái gì mà mày coi? Chuẩn bị chưa? Rồi quay. Đổ qua cho lộn lộn luôn. Đó mất lại. 2 3. Trời coi mặt rồi. Đồ quá, bữa nay chơi lại khẩu luôn mấy bạn. Đồ quá, hai ngày mặt nó đồ quá đẹp trai chứ không phải đâu. Là cái vòng thứ ba nha các bạn. Vòng thứ ba là ai thua là giờ hai vòng rồi. Ai thua là sẽ bị đập ba cái nha. Ừ. À, quá là. Rồi. 2 3. Rồi. Thấy cô mẹ rồi. Ơi đâu. Rồi chưa? Bây giờ cười tôi thôi. 2 3. Không có sao thấy được. Quá trời ông đậu ông. Thấy mẹ rồi, trời ơi tao. Quá có gì bỏ giò tao vậy mẹ. Thứ hai nè. Vô nè. Quá. Nãy giờ anh cười tôi. Ông tại tôi nói nhẹ mà tôi chơi mình nặng lắm mấy bạn. Ủa cái tại. Nãy giờ anh cười tôi hả? Nãy giờ anh cười tôi hả? Vô vô. Vô. Vô gì mày vô. Cho. Cái gì mấy bạn? Tao có một cái đâu mà làm gì ăn. Mày tin tin biết à mẹ. Mày đó mày. Vô mày cho mày đi. Mày. Vô mày. Rồi tiếp. Đợt này phải trả thù mấy đợt má tức dữ lắm tức rồi. Trời ơi tiền các bạn. Ờ để tôi. Rồi. Ủa nhảy ra đụng. Rồi. Rồi nhảy ra. 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 Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Tiền tôi ăn với trời, ủ quá trời. Ai thua lại ủ quá. Trời ơi. Má cái gì giờ thuốc thì thuốc quá thôi ăn rồi.
cha tụi mày. Báo mày báo. Ác lắm mấy bạn ơi, nó quá, nó chơi trứng thúi cái quần què cho mình. Nó chơi cái gì vậy? Thằng quay phim. Chơi trứng thúi. Hai đứa mày nha mày. Mày mày quá. Trời ơi, quá lâu lâu mày mấy cái này chơi vốn mất dạy thiệt mấy bạn ơi. Quá giờ chú thua mày thua ảnh với đầu luôn á. Thua từ đầu thua tới đuôi luôn. Mẹ đó trời ơi. Hai con bạn mày đứng ra mày cười đi nha con. Coi chừng tao. Ok bây giờ thôi, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha mấy bạn. Nếu các bạn thấy video này hay hãy cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông bên dưới để nhận những thông tin mới nhất từ kênh nha mấy bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn nha. Quá mệt rồi mấy bạn ơi.